Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã click vào video của Nhuận Honda Hồng Đức nha. Thì hiện tại Nhuận đang có mặt ở hết Honda Hồng Đức 10 với địa chỉ là ấp Châu Ích A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thì trong clip ngày hôm nay vào đầu tháng 11 này thì Nhuận sẽ như thường lệ Nhuận sẽ báo giá cho các bạn về dòng xe Quay Alpha ha, để các bạn mình dễ dàng cập nhật giá. Thì tin vui cho các bạn thì dòng xe Quay Alpha lúc trước là các bạn thấy là cửa hàng bên mình giá cũng đang rất là rẻ rồi. Nhưng mà tháng 11 này cửa hàng bên mình lại tiếp tục giảm giá cho các bạn luôn nữa nha. Ngoài giảm giá ra, ngoài thì cửa hàng bên mình vẫn còn gia hạn chương trình công nhân, chương trình thu cũ đổi xe đầy đủ cho các bạn ha. Thì clip ngày hôm nay thì Nhuận sẽ tổng hợp lại cho các bạn về tất cả những màu sơn của Quay Alpha 2022 và cũng như là 2023 đó. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai về giá cả, thứ ba là chương trình giảm giá, mà cuối cùng là chương trình trả góp cho các bạn luôn nha các bạn. Thì Nhuận đã có quay sẵn, thì Nhuận có quay một chiếc xe phiên bản màu đen nhám của 2023 này ha, sẵn đem ra quay cho mình tham khảo luôn. Thì đây cũng là cái yêu cầu của bạn comment trên clip của Nhuận luôn nha. Thì Nhuận sẽ sẵn quay review sơ thì Nhuận sẽ báo giá luôn nha. Thì đây là cái phiên bản màu đen của 2023 nha các bạn. Thì một điều đặc biệt các bạn thấy nè, ở kho 2023 nó sẽ khác ở kho 2022 là bạn, chỉ khác nhau bộ tem nha các bạn. À, bộ tem ở bên cánh bửng của bên tay phải của Nhuận á, chính là bộ tem đã được thay đổi thiết kế là rồi nè các bạn. Nó sẽ thon gọn hơn ha, nhìn thấy cái quẻ nó rất là thể thao, nó nhỏ hơn và nó góc cạnh nhiều hơn nè các bạn, nó thể thao hơn so với phiên bản còn lại nha các bạn. Phiên bản còn lại là tem này, tem cũ 2022 nè đó, nó sẽ bầu bỉnh hơn nè các bạn, nó lớn hơn, nó bầu hơn, nó nhìn nó có vẻ như là nó sẽ giống như là nó già hơn đó các bạn. Còn ở phiên bản này thì nó thiết kế nó có vẻ như là trẻ trung hơn ha. Thì đó, thì cái nhìn của khách quan thôi, có như là ý kiến của bạn trái chiều đó thì có thể là để lại comment để các anh em cùng chia sẻ về cái tem này ha. Đấy, ở bên hông nè các bạn, ở bên hông chính là cũng là một sự thay đổi luôn nè các bạn ha. Đây, nó thiết kế có vẻ như là trẻ trung hơn nè các bạn ha, góc cạnh rất là nhiều nè đó, có những cái tem lồi lõm nè, góc cạnh rất là nhiều luôn đó. Quay Alpha cái tem này là tem xe này xe màu đen, cho nên là tem nó tem là màu vàng ha, vàng kết hợp là đen. Còn ở phiên bản khác á, ví dụ như phiên bản màu xanh trên màn hình nè, cái tem nó sẽ là màu xanh luôn, xanh trắng ha. Nó rất là nhiều, nói chung là cái cùng một thiết kế mẫu nhưng mà nó sẽ thay đổi theo màu sơn ha. Rồi ở đây là phiên bản màu đen nhám nè, phiên bản màu đen nhám 2023 được bổ sung và Honda sẽ bỏ mẫu cái phiên bản màu đen bóng nha bạn. Đây, đen bóng, mẫu này là mẫu của 2022, Honda sẽ bỏ mẫu nha. Ví dụ các bạn nào thích những cái phiên bản màu này thì cửa hàng bên mình còn một số lượng cũng có giới hạn nè, 1 2 3 4 5 6 7, khoảng chục chiếc đó. Thì các bạn thích thích phiên bản màu đen bóng để sau này mình tránh trường hợp ví dụ như là mình thích rồi quay lại phiên bản màu đó mà lại không có xe thì rất là tiếc ha. Thích có thể là nhanh chóng mình lựa chọn phiên bản màu đen bóng này ha. Còn phiên bản hiện tại là thay thế là phiên bản màu đen nhám, tất cả những mẫu còn lại đều là màu như cũ ha, đỏ trắng xanh ha, rồi thay đổi là màu đen bóng thành màu đen nhám. Đây, đen nhám nè các bạn. Thì đen nhám thì thiết kế theo công nghệ mới ha, nó sẽ nhẵn mịn hơn so với phiên bản còn lại ha. Tất cả những dòng đen nhám còn lại á, ví dụ như từ phu chờ cũ rồi đó thì các bạn thấy nó rất là nhám luôn. Thì ở phiên bản màu này á, thì bao gồm tất cả ví dụ như là phu chờ nè, rồi Quay Alpha nè đó, thì bóng nó là mang tên bo nhám thôi nhưng mà nó nhìn gờ vào này các bạn thấy nó cũng rất là nhẵn mịn ha, rất là êm tai nè. Thì phiên bản này á, thì bóng đèn là bóng đèn halogen nha các bạn, nó chưa thay đổi thành bóng đèn led nha, nói chung là vẫn là mẫu cũ thôi, chỉ thay đổi là một cái bộ tem thôi, cho nên các bạn cứ yên tâm ha. Nhiều bạn cũng đợi ở phiên bản 2023 thì nó sẽ thay đổi gì không ha, nó chỉ thay đổi bộ tem thôi các bạn. Kể cả nhãn năng lượng cũng giống như nhau nè, thì các bạn thấy nè, nhãn năng lượng giống như nhau 1.90, thì phiên bản cũ nè cũng là 1.90 nha các bạn đó. Thì có nghĩa là nói lên điều gì, các bạn thấy là cái máy vẫn giống như nhau ha, máy móc là giống như nhau hết, không thay đổi gì cả, có nghĩa là máy y xì nhau, cho nên là cái nhãn năng lượng cũng giống nhau luôn ha. Rồi những thông số xe thì cũng giống hệt nhau, 96 kg hay 97 kg ha đó. Nhuận sẽ quay sơ về một vòng rồi sau đó Nhuận sẽ báo giá cho các bạn ha. Phiên bản màu đen nhám nè, bây giờ Nhuận sẽ đi ra từ đầu xe, Nhuận sẽ báo giá cho các bạn. Thì kho này là kho tại cửa hàng xe Honda Hồng Đức 10 ngay chợ Chợ Quýt nha các bạn, huyện Châu Thành. Các bạn nào gần ở địa chỉ này có thể là đến địa chỉ này ha. Còn ví dụ như gần địa chỉ trong Mỹ Tú á, thì ghé trong Mỹ Tú cũng được. Cửa hàng bên mình vẫn có địa chỉ cửa hàng trong Mỹ Tú ngay chợ Mỹ Tú á, ngay chỗ thị trấn Bình Hữu Nghĩa nha các bạn ha. Đây, thì đầu tiên á, là phiên bản màu trắng, đỏ, xanh. Thì ở ba phiên bản này từ 2022 và 2023 á, thì cửa hàng bên mình vẫn bán đồng giá, không có thay đổi về giá. Thì giá hiện tại bên cửa hàng bên mình á, là nó chỉ còn có 18.690.000 thôi các bạn.
rất là rẻ, rẻ cực kỳ, rẻ hơn so với tháng rồi là tầm khoảng cỡ 800-900 ngàn luôn đó các bạn ha, giá đã đảm rồi. Ở khu vực Sóc Trăng thì theo nhận được biết á, thì giá cũng khoảng 20 triệu trở lên nha các bạn. Đó, đó là thật sự, cho nên các bạn nếu mà các bạn không tin á, thì có thể là đi tham khảo giá đi. Nếu mà đúng thật vậy các bạn để lại comment cho Nhuận biết nha các bạn ha. Rồi, phiên bản giá thứ hai của phiên bản này chính là phiên bản màu đen bóng và phiên bản màu đen nhám. Thì phiên bản này nó sẽ giá cao hơn tí xíu ha. Phiên bản đặc biệt và phiên bản màu đen bóng này bỏ mẫu. Giá hôm nay là 19 triệu 490 ngàn nha các bạn. Đó, giá rất là hiện tại thì màu quay alpha này giá rất là ok luôn. Nó chỉ có hai giá thôi ha. Trắng, đỏ, xanh là một giá, phiên bản đen bóng và đen nhám là một giá nha các bạn. Rồi, về chương trình giảm giá ha. Thì hiện tại thì cửa hàng bên mình còn chương trình dành cho công nhân, nhưng Nhuận đã nói thì tháng 10 sẽ kết thúc, nhưng mà cửa hàng bên mình đã ký kết hợp đồng và gia hạn thêm cái chương trình này dành cho công nhân. Nếu mình đang là công nhân thì giảm giá được 500 ngàn trừ thẳng trên giá ha. Điều kiện thì mình đem theo thẻ công nhân để được giảm giá. Đó, thì áp dụng cho công nhân ở khu công nghiệp thành phố Trăng nha các bạn. Đó. Rồi, kế tiếp là chương trình thu cũ rơi mới. Thì với cái chương trình này á, thì mình đang có một dòng xe đời cũ mình không sử dụng. Ví dụ như là có thể là nó hao xăng quá, có thể là nó hay nằm đường, nó ảnh hưởng tới công việc của mình, hay là chi phí sửa chữa quá cao, thì mình có thể tham gia cái chương trình là đổi xe đi các bạn. Thì với chương trình đổi xe này, cửa hàng bên mình sẽ giảm cho các bạn là 1 triệu đồng khi các bạn đổi xe. Ví dụ như chiếc xe này Nhuận báo là 18 triệu 690 ngàn ha. Khi mình đổi xe thì giá của chiếc này chỉ còn lại là 17 triệu 690 ngàn thôi. Đó, công nhân lại được giảm thêm nữa, rất là nhiều chương trình tại cửa hàng bên mình. Đó, thì về cuối cùng á, là cái phần quà tặng theo xe nha các bạn. Thì với dòng xe Alpha này, cửa hàng bên mình sẽ tặng cho các bạn á, là 500 ngàn để các bạn gắn phụ kiện. Thì với 500 ngàn đó, mình có thể là mình gắn phụ kiện bao gồm bộ ba ga hay là phủ nano, có thể là chọn công tắc đèn hay là chọn chống trộm cũng được. Nói chung là các bạn xem cửa hàng bên mình sẽ phi 500 để các bạn làm ha. Ngoài ra thì với cái gói quà tặng thêm là 800 ngàn nữa, là bao gồm nón bảo hiểm, áo mưa, móc khóa theo VIP, giảm giá tiền nhớt khi kiểm tra định kỳ ha, vân vân, rất là nhiều chương trình tại cửa hàng bên mình. Đó, cuối cùng là cái chương trình trả góp cho các bạn ha. Về cửa hàng bên mình đang có chương trình hỗ trợ trả góp, các bạn có thể là trả từ 0 đồng với dòng xe Alpha này ha, trả trước 0 đồng, chỉ các bạn chỉ cần trả tiền giấy tờ thôi. Đó, rồi có nhiều chương trình khác, ví dụ tài chính mình cao hơn á, mình có thể là trả 10%, 20%, vân vân, rất là nhiều chương trình. Nhưng mà các bạn muốn có cào quạt gốc á, thì Nhuận chia sẻ cho các bạn về chương trình có cào quạt gốc ha. Thì cào quạt gốc á, thì mình chỉ cần trả 50%, mình sẽ có cào quạt gốc luôn nha các bạn. Thì điều kiện á, là mình phải nói trước với nhân viên bán hàng. Ví dụ như các bạn gọi trước cho Nhuận đi, thì các bạn nói là em ơi, mình cần về cái chương trình có cào quạt gốc, thì Nhuận mới tính theo chương trình đó nha các bạn. Không phải là mặc định lúc nào 50% cũng có nha các bạn ha. Cho nên các bạn là lưu ý vấn đề này giúp cho em nha. Đó, thì về chương trình đó là 50% có cào quạt gốc, mình phải giao trước cho nhân viên bán hàng, để nhân viên bán hàng á, giao trước cho ngân hàng. Cho nên các bạn cứ nói rõ trước nha các bạn. Về cửa hàng bên mình á, vẫn có cái chương trình lên hồ sơ online nha. Các bạn ở xa có thể là nhắn trước cho Nhuận địa chỉ, nói chung là gửi căn cứ công dân đó, mặt trước mặt sau kèm số điện thoại, thì Nhuận sẽ là hỗ trợ cho các bạn lên hồ sơ online ha. Rồi, thì Nhuận sẽ kết thúc clip báo giá về dòng xe Alpha ở thời điểm là đầu tháng 11 năm 2022 ha. Đấy, đây là kho xe của ngân hàng bên Nhuận nè. Các bạn cần tư vấn về giá xe, dòng xe nào, có thể là gọi trực tiếp cho Nhuận. Cái thứ nhất, cái thứ hai có thể là kết bạn Zalo nha. Rồi, Nhuận sẽ kết thúc clip báo giá dòng xe Alpha đây nha. Chúc các bạn một ngày làm việc thật tuyệt vời. Và xin chào các bạn luôn ạ.